trong cái đường thần kinh ngược dài, nên là nó là cái cơ để cơ giữ trong cơ răng chứ nó không giữ được sự bảo vai. Nó còn giữ được sự bảo vai thì nó sẽ bảo vai bung lên như thế này. À, cái này là bình thường này, không có liền cái này liền bung ra. Còn ít qua thì khi nào rồi em đi thực tập lâm sàng á, mai mốt em đi lâm sàng và đi bên bệnh viện chứ nên mình sẽ gặp anh đó, một chất sinh viên thì sẽ có dạy cái bài rồi cách khám, cái làm bệnh án và cách đọc viên liên quan. Và sẽ dạy cái bài này, tức là cái cách tìm được như thế nào, rồi sơ đồ làm sao đọc được cái viên này á. Đó. Rồi. Xong cái bài căn bản đầu tiên rồi, em có gì thắc mắc không? Quá nhanh, quá nguy hiểm. Cho đó một buổi kể lúc việc này luôn nha. Học lúc 7 giờ, chúng đó một buổi giờ này là 10 giờ rồi. Thì tụi em nói là memory, hồi xưa thì em có học cái cuốn lifeline ra. Chắc sau này thì em còn học tiếng Anh, học cái cuốn gì? Bây giờ thì em còn học tiếng Việt, tiếng Anh 2 năm đầu học trong sách gì? Sách à, mày được cái sách tiếng Anh hả? Anh tiếng Anh trong khóa hả? Chứ hồi xưa là em được học cái bài học tiếng Anh là trong đó có cái bài memory á, sự hình thành trí nhớ, thì người ta thấy cái cách hình thành trí nhớ nó có ví dụ như thế này. Nó nói là những cái địa điểm trong cuộc đời mà nó không có gì đặc biệt á, người ta nhớ sơ sài, không nhớ chính xác, nhưng mà nếu có dấu ấn gì đặc biệt thì người ta sẽ rất là nhớ. Nếu mà ai đã được học qua cuốn lifeline thì có cái bài memory thì nó cũng nói như này. Cách đây mấy chục năm, cái thời điểm tổng thống Kennedy bị ám sát, nó tuyên bố cho Đại Phúc Thanh á, nó tuyên bố cho Đại Phúc Thanh là tổng thống Kennedy bị ám sát, thì hỏi cho ông đó thời điểm đó ông ta làm gì, thì những cái thì công việc ông làm là công việc hàng ngày, nhưng mà ông vẫn nhớ đi kỳ vọng luôn, tại vì nó có cái dấu ấn trí nhớ, tức là lúc đó ông nghe trên đài là tổng thống Kennedy bị ám sát, tìm cái sốc thì ông nhớ ông ta làm cái gì. Thành ra khi học bài thì em cố gắng cảm thấy được cái sốc gì đó ha. Sốc liền giống như bạn nghe không nhớ hay sốc liền cái ví dụ đó. Đó, cái ví dụ như là sinh viên nghi năm trong một giữa bài bố nó học bài nó không nhớ đến mới nhớ cái việc được cái sống đó thôi, bài nó không nhớ. Rồi thì đó là cái bài thứ nhất, nhắc lại nha, tụi em nhớ dùng vùng vùng vai nó có ba xương, đó là xương tạ vai, xương đòn, xương cánh tay, và nó có tham gia vào được vùng vai, nó có bốn khớp, khớp đầu chào cánh tay là khớp chính, khớp vùng đòn, khớp ức đòn, và có sự di chuyển xương bả vai, là có bả vai lực lượng. Cơ thì là em nhớ được bốn cơ chống xoay, đúng không, là trên gai, dưới gai, tròn vẽ và dưới vai, và thêm hai cơ nữa là cơ delta và cơ gì đâu, thần kinh thì em nhớ được thần kinh đang sử dụng trên vai, được chưa, và nhớ từ cái vận động của cái khớp vai đó, từ vận động các cái cơ đó thì em sẽ ra được cái gì phát tán, được chưa. Và thì cái bài đầu tiên các bạn em nhớ được không, có nhanh quá không? Được. Thế nên cười thoải mái chứ không nhanh đâu, đúng không? Cười là không hiểu gì hết. Không hiểu gì hết. Được chưa hả? Bây giờ đi tiếp cái bài thứ hai luôn nha.